Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai công tác tháng 3 năm 2015. Đảng bộ xã Liên Hòa lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế. Tưng bừng các lễ hội truyền thống Xuân Ất Mùi 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện Sông Lô vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tháng 3 năm 2015. Đồng chí Lê Tiến Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tháng 2 năm 2015, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đã đạt so với kế hoạch đề ra. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn huyện đã trao gần 9.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến hết tháng 2, toàn huyện gieo trồng được gần 3.000 hecta lúa, trên 800 hecta ngô, lạc và gần 200 hecta rau màu các loại. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được triển khai tích cực, đồng bộ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Anh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan, ban ngành địa phương trong việc kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn trên lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Đồng thời yêu cầu trong tháng 3 cần tập trung triển khai thực hiện chỉ thị 08 của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân dân thôn Ngòi, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Thôn Ngòi có trên 600 nhân khẩu, 8 tổ liên gia tự quản, chi bộ thôn có 27 đồng chí đảng viên. Năm 2014, tổng sản lượng lương thực của thôn đạt trên 900 tấn, giá trị kinh tế đạt trên 2,5 tỷ đồng. Thôn đang khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống như nghề mộc, nề, làm đậu để góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Ngòi đang chung tay cùng với đảng bộ và chính quyền xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kình mương. Đến nay, thôn đã bê tông hóa được 550 mét đường giao thông nông thôn, 350 mét đường giao thông nội đồng, tổ chức nạo vét và kiên cố hóa được 300 mét kình mương chạy qua thôn. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2 hộ. Với những kết quả đã đạt được, năm 2014, thôn Ngòi vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Ngày 2 tháng 3, Ban Thường vụ Đoàn xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã phát động tháng thanh niên năm 2015 và phong trào tuổi trẻ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tham gia lễ phát động có hơn 100 đoàn viên thanh niên và các em học sinh trường trung học cơ sở Thiện Kế. Lễ phát động tháng thanh niên năm 2015 đã khơi dậy trong tuổi trẻ xã niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua phong trào, nhiều đoàn viên thanh niên đã thực sự trưởng thành, vững vàng, từ đó khẳng định được vai trò, vị trí của thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên xã Thiện Kế đã ra quân quét dọn vệ sinh và vận chuyển các điểm nóng rác thải về bãi rác tập kết, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan thôn xóm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch là lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng bộ xã đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Đảng bộ xã Liên Hòa hiện có 277 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Để công tác lãnh đạo phát triển kinh tế đạt hiệu quả, Đảng bộ xã đã họp và ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo phát triển kinh tế, tập trung vào những thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những giống cây có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Tận dụng vùng đất bãi, nhiều năm nay người dân đã đưa vào gieo trồng 20 hectare giống bí đỏ F1868. Đặc biệt vụ chiêm xuân năm 2015, xã đã tuyên truyền bà con nông dân gieo cấy 30 hectare giống lúa mới Thiên Ưu 8. Đây là giống lúa được trồng thử nghiệm và cho kết quả khả quan khi gieo trồng trên đồng đất Lập Thạch. Bà con nhân dân ở cái vùng đất này, người ta trồng cái bí này là có cái thu hoạch là hơn với cây trồng ngô và hơn với cây trồng lạc.
Do vậy là sau khi được cái bàn bạc kỹ lưỡng thì các hộ gia đình là người ta tự mình người ta đến người ta đăng ký với là trưởng thôn, và trưởng thôn đăng ký với là ban nông nghiệp xã khoanh vùng và là đăng ký cái lượng giống để về là cấp để trồng cái diện tích là đất 10 ha ở là cái vụ xuân năm nay. Xác định phát triển chăn nuôi là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền người dân thay thế đàn vật nuôi truyền thống bằng những giống gia súc gia cầm có hiệu quả cao hơn như lợn thịt siêu nạc, gà đẻ trứng, gà thịt, bò sinh sản. Toàn xã hiện có gần 1.300 con trâu, bò, gần 3.700 con lợn, trên 38.000 con gia cầm. Thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa của huyện Lập Thạch giai đoạn 2014-2018, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, ưu tiên cho mỗi hộ tham gia dự án chăn nuôi bò sữa 2 sào đất để trồng cỏ nuôi bò. Nói chung là nuôi bò này nó được ổn định kinh tế so với những con vật nuôi khác thì là nó không bị hay bị bệnh tật. Bò thì nó ít bệnh tật hơn, nó ít rủi ro hơn. Ví dụ nuôi gà nuôi lợn thì có thể rủi ro cao hơn, nuôi bò thì ít rủi ro hơn. Còn thu nhập thì nó cho thu nhập cũng gọi là tạm ổn. Bên cạnh việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, xã cũng chú trọng đến phát triển ngành nghề và thương mại dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chế biến nông sản, kinh doanh gạch ngói, hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân. Qua đó góp phần tạo công việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2014, tổng thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã đạt trên 65 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 17 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,43%. Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo lĩnh vực phát triển kinh tế qua các năm. Còn về lĩnh vực chăn nuôi là mũi nhọn chủ yếu trong vấn đề phát triển kinh tế ở địa phương. Ngoài việc lúa ngô khoai sắn ra, thì lấy cái mũi nhọn chăn nuôi liên hoa thì có cái vùng đất bãi ưu tiên. Thế cho nên chúng tôi tập trung thúc đẩy cái đàn bò sinh sản phối kết hợp với bò sữa của mỗi hộ gia đình, cho nên phát triển kinh tế của địa phương nhờ thu nhập từ chăn nuôi, cái tỷ trọng thu nhập cơ cấu trong tổng giá trị sản phẩm xã hội của xã cũng được nâng lên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã, cuộc sống của người dân trên địa bàn đang ngày một đi lên, cái nghèo được đẩy lùi và nhường chỗ cho cuộc sống ấm no sung túc. Năm học 2014-2015 là năm đầu tiên huyện Sông Lô áp dụng phương pháp dạy học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục. Phương pháp này bước đầu đã đem lại kết quả tích cực. Chất lượng học tập của học sinh lớp 1 được nâng lên. Phản ánh của Đài Truyền thanh huyện Sông Lô. Theo phương pháp này, học sinh được thực hành theo các cử chỉ của giáo viên. Mỗi khi giáo viên đưa tay trái ra là các em đọc âm và tay phải là vần. Khi xòe hai bàn tay ra là phân tích, gập hai bàn tay lại là tổng hợp. Việc học theo phương pháp cô làm mẫu rồi trò làm theo đã kích thích sự chủ động trong tư duy, hành động của học sinh. Khơi gợi tính sáng tạo, tự giác tiếp thu bài dễ dàng. Nếu như chương trình học cũ đối với học sinh lớp 1 môn tiếng Việt đánh vần là chủ yếu, thì nay các em được tiếp cận bằng việc phân tích âm, vần qua cử chỉ của hai tay. Là năm đầu tiên thực hiện cái chương trình tiếng Việt một công nghệ giáo dục. Thì với bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, thì tôi thấy có những cái thuận lợi. Lúc đầu học sinh đã vào nề nếp và đã biết nghe được những cái hiệu lệnh của giáo viên. Đối với giáo viên, việc tiếp cận chương trình này không hề đơn giản, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, cho rồi thêm chuyên môn. Trước mỗi giờ lên lớp, phải chuẩn bị dụng cụ phụ trợ cho công tác dạy học, tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để giáo viên trao đổi, rút kinh nghiệm và hỗ trợ nhau. Sau một kỳ áp dụng phương pháp học môn tiếng Việt theo công nghệ giáo dục, chất lượng học tập của học sinh đã được nâng lên. Số lượng học sinh xếp loại khá giỏi môn tiếng Việt tăng. Sau khi về triển khai trong học kỳ 1, thì nhà trường thấy có một số thuận lợi như sau. Một là đối với học sinh thì tiếp thu được với cái chương trình giáo dục công nghệ này. Thứ hai, song song với cái việc đó thì mặc dù đây là cái việc thay đổi chương trình mới năm đầu tiên thực hiện, thì nhà trường cũng đã được sự chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo để là tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường, 6 trường liên kết thành một cụm.
Thì sau khi kết quả học kỳ 1 thì những học sinh của nhà trường thì tiếp cận tốt cái chương trình đổi mới công nghệ bán dẫn. Với mục tiêu giúp học sinh lớp 1 có thể đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, các trường tiểu học trên địa bàn huyện luôn quan tâm để giáo viên có thời gian ứng dụng tốt chương trình dạy học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục vào giảng dạy. Sau gần một kỳ tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện cái dạy công nghệ tiếng Việt mới, thì có thể nói đến bây giờ thì toàn ngành giáo dục đào tạo huyện Sông Lô và các thầy giáo, cô giáo dạy bộ môn tiếng Việt công nghệ lớp 1 là cơ bản nắm chắc và không còn có những bỡ ngỡ trong quá trình tổ chức chỉ đạo dạy và các kỹ năng dạy cho học sinh nữa. Thành công bước đầu của phương pháp dạy học tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục là nền tảng để các nhà trường trên địa bàn huyện Sông Lô từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục huyện nói riêng và tỉnh ta nói chung. Trung tâm hoạt động lễ hội truyền thống Xuân Ất Mùi 2015 sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc vừa tổ chức lễ hội truyền thống Đình làng Yên Lạc. Theo thần tích, Đình làng Yên Lạc thờ Đức Thánh Tam Vị Đại Vương tạ Đường Đông cùng hai phu nhân ông là một danh tướng thời Hùng Duệ Vương thứ 18, có công chống quân giặc Thục mang lại bình yên cho nhân dân. Đình Yên Lạc được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội truyền thống, nhân dân làng Yên Lạc tổ chức lễ tế cầu bình an, may mắn, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong lễ hội vẫn duy trì và phát huy được nét đẹp truyền thống xưa như giã bánh dày, làm bánh chưng, rước kiệu, tế lễ, thi đấu cờ tướng, vật dân tộc, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sự khởi đầu tốt lành cho một năm mới. Ban quản lý miếu đậu xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức lễ hội Xuân Ất Mùi tưởng nhớ công lao 7 anh em họ Lỗ có công đánh đuổi giặc Mông, giữ nguyên bờ cõi đất nước. Tương truyền, 7 anh em họ Lỗ sau khi đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi nước ta được vua Trần ban thưởng và phong tước đại vương. Năm 2003, miếu đậu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm tại miếu đậu diễn ra 4 kỳ tiệc lễ. Ngày 3 tháng Giêng là tiệc khao quân, ngày 11 tháng Giêng dỗ 7 vị đại vương, ngày 2 tháng 2 là tiệc mừng công, ngày 17 tháng 7 là tiệc dỗ thân phụ của 7 vị đại vương. Lễ hội được tổ chức với các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt dê, đập niêu, cờ tướng, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng. Đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn Đồng Dạ, xã Quang Yên, huyện Sông Lô vừa tổ chức lễ hội xuống đồng nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, ấm no và hạnh phúc. Lễ hội được tổ chức gồm hai phần, lễ và hội. Phần lễ có lễ vật trình thánh, dâng hương, cúng cầu mùa, xin phép được mở hội và cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, no ấm. Phần hội được diễn ra với các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bắn nỏ, đập niêu, chọi gà, đánh yến và giao lưu văn nghệ xuống đồng. Lễ hội xuống đồng là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng của người dân trong sự hòa hợp trời đất, âm dương, cầu mong cho cuộc sống khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi, tạo niềm hứng khởi, tạo không khí vui tươi bước vào vụ sản xuất mới với mong ước mùa màng bội thu.